có một số người bạn á có tới chơi thì cũng hỏi mình đó là cái hồ này nó nhìn nó cũng sinh động dễ thương và xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình Ông Trồng Hay Làm. Ngày hôm nay mình xin nói về chủ đề của cái hồ cá thủy sinh phía sau lưng mình. Có một số người bạn á có tới chơi thì cũng hỏi mình đó là cái hồ này nó nhìn nó cũng sinh động dễ thương và không biết là cái chi phí của một cái hồ này là bao nhiêu tiền cũng như cái cách chăm sóc nó như thế nào. Rồi hôm nay mình cũng xin chia sẻ về cái chi phí để mình tạo một cái hồ như vậy, cũng như là cái cách mình chăm sóc như thế nào để nó có một cái hồ mà nó sạch đẹp. Ok, rồi các bạn theo mình nha. Mình cũng nói qua chi phí của một cái hồ cá thủy sinh. Thì đầu tiên á là đây là một cái loại hình á là mình chơi chuyên về cái vấn đề là mình trồng cây đó các bạn. Đối với cái hồ cá bình thường á thì mình chia ra hai loại, một loại là chuyên về nuôi cá và một loại là chuyên về nuôi cây. Thì cái loại thủy sinh này á là nó coi trọng về cái mặt á, là cây hơn là cá. Thì cái cá chỉ là nền để mình trồng cây thôi. Thì cái hồ cá này nó có những ưu điểm nhất định, nó là đối với cái hồ hồ cá đó thì nó chỉ có cá thôi, thì cái hệ vi sinh nó cân bằng của nó là nó gần như là không có, chỉ phụ thuộc vào cái máy lọc thôi. Còn đối với cái hồ thủy sinh đó là nó giống như là một cái hệ động thực vật mà nó cân bằng đó, giống như trong tự nhiên vậy các bạn. Có nghĩa là có cá nè, có ốc nè, có tôm, có tép nè, rồi có các loại cây nè, rồi có vi sinh vật ở bên trong nè, nó rất là nhiều loại và nó mô phỏng giống như là một cái môi trường ở ngoài thiên nhiên vậy đó các bạn. Đó, thành ra cái loại hồ này các bạn sẽ thấy rằng nó rất là sinh động bởi vì nó đủ luôn mà các bạn. Cây cối có nè, con vật có nè, rồi mọi thứ đều có trong đó hết. Cây á thì nó hấp thụ cái CO2 rồi nó lại nhả ra cái oxy đó. Còn cá thì nó lại ngược lại, nó cũng cần cái oxy ở trong nước, và nó khi nó thải ra các chất thải á, thì nó là CO2 nó lại giúp cho cái cây á, nó phát triển đó. Thì thành ra khi mà mình nhìn thấy một cái hồ cá thủy sinh á, là mình rất là thích. Thành ra là mình đã quyết định là mình làm một cái hồ cá này. Thì cái hồ này của mình á nó cũng có được 2 năm rồi nha các bạn. Là mình cũng trải qua những cái thất bại, tuy rằng nó chưa lớn nhưng mà nó cũng gây cho mình những cái sự gọi là khó khăn nhất định thì mình mới làm được một cái hồ cho ngày hôm nay. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái cách chi phí tạo một cái hồ này cũng như là cái cách mình chăm sóc và bảo trì bảo dưỡng nó nhé. Có rất là nhiều những cái chủ đề này, tuy nhiên là mình không có chơi nhưng mà mình cũng có cái kinh nghiệm nhất định khi mình tạo cái hồ này đó. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Rồi, đầu tiên mình xin nói về cái chi phí để tạo một cái hồ này. Thì đây là một cái hồ hồ kính, kích thước của nó là 80 là chiều dài đó các bạn, chiều cao là 65 và chiều sâu vô là 60.
Thì cái hồ này á, gọi là hồ không có kiềng và dáng kính nhưng mà che keo. Có nghĩa là các bạn nhìn thấy á, là nó sẽ không có một cái kiềng ở phía trên của cái hồ, cũng như là không có thấy những cái vết keo. Thì cái loại hồ này á, các bạn sẽ nhìn thấy tổng thể được xung quanh luôn á, rất là đẹp. Và cái kiểu này á, là kiểu như là cái kiểu mới nhất hiện tại đó, các bạn gọi là hồ không kiềng và dáng không thấy keo đó. Thì cái hồ này á, là mình đặt kích thước 80, 65 và 60, thì giá của nó là mình nhớ không chính xác khoảng 1,2 triệu ở tại thành phố Đà Lạt đó các bạn. Đó, đầu tiên là cái hồ, muốn nuôi cá phải có cái hồ. Rồi cái thứ hai á, là về thủy sinh á, thì các bạn cần phải có cái phân nền. Phân nền chính là cái những cái hạt ở dưới này các bạn. Đây, những cái hạt này chính là phân nền. Thì cái phân nền này á, nó cũng chia ra nhiều loại. Phân nền dành cho chuyên cho cây, cũng như phân nền dành cho chuyên về nuôi tép. Mình dùng cái loại là phân nền, nó cái hiệu nó là hiệu Guess. Thì Guess nó có Guess xanh và Guess đỏ. Thì mình Guess đỏ là chuyên cho nuôi tôm tép, còn Guess xanh này là chuyên trồng cây. Đó, có nghĩa là nó giúp cho cây nó phát triển rất là nhanh. Các bạn chỉ cần cắm một cái cành cây nhỏ vô thôi á, cỡ 1 tuần 2 tuần các bạn thấy nó lên xanh rì luôn, rất là đẹp. Đó. Thì cái Guess xanh này á, là nó hồi đó mình mua tại Đà Lạt nha, là 80 ngàn một ký các bạn. Thì tùy cái hồ của các bạn bỏ vô, thì mình hồi đó mình bỏ vô khoảng gần 10 ký phân. Đó, các bạn thấy ở lớp ở dưới đáy đó, 10 ký. Thì 10 ký 80 ngàn ký là coi như 800 ngàn. Đó, là hồ và phân là coi như 2 triệu nha các bạn. Rồi, thì cái hồ thường nó có một cái chân đế, thì nó có nhiều loại chân, các bạn có thể là làm từ chân bằng sắt này kia, nhưng mà mình đóng một cái tủ bằng gỗ thông này các bạn. Đó, thì cái tủ gỗ thông này mình đóng là vừa y kích thước của cái hồ luôn, là cái tủ gỗ thông đó là mình đóng 1,2 triệu nha. Thì cái tủ này á, mục đích của nó thứ nhất á, là làm cái chân để mình để cái hồ lên cho nó, cái hồ nó cao lên nó đẹp đó các bạn. Mình để thứ nhất là nó cao vừa cái tầm mắt của mình, thứ hai là vừa cái tầm để mình chăm sóc, mình thò tay vào mình chăm sóc đó. Thì cái tủ đó mình đóng là hết 1,2 triệu nữa, từ 1,2 triệu đến 1,5 triệu đó. Mình có một chú thợ gỗ bạn quen á, chú đóng giúp cho mình là cái hồ, rồi phân là hết 2 triệu, rồi một cái tủ này 1,2 triệu nữa là 3,2 triệu nha. Rồi bây giờ mình đã có cái hồ kính, rồi cái phân nền, ok, có cái tủ. Rồi bây giờ là mình sẽ có một cái bộ lọc các bạn. Thì nó có rất là nhiều cái loại lọc khác nhau, thì mình dùng cái loại lọc đó chính là một cái lọc chặn bình các bạn. Nó là một cái thùng lọc dạng thùng. Cái thùng đó nó sẽ nằm ở bên trong cái tủ đây nè, cái tủ gỗ đó, thì mình sẽ bỏ nó bên trong đó và mình đóng cái tủ lại. Thì nó về mặt thẩm mỹ rất đẹp nha các bạn, nó chỉ lòi lên 2 cái ống nước các bạn thấy màu đen đen á, phía sau hồ á, thì một cái ống là hút và một cái ống là để xả nước ra đó. Thì cái bộ mình đang xài cái bộ lọc là hiệu DF 1300. Chế độ lọc của nó là khoảng 300 lít nước cho 1 giờ đó các bạn. Cái hồ của mình là chỉ khoảng 100 lít nước thôi, có nghĩa là trong 1 giờ nó có thể lọc được 3 lần cái hồ nước của mình nha. Đó là cái công suất của nhà sản xuất đưa ra, khoảng 300 lít trên giờ. Thì người ta có khuyên rằng các bạn phải tính ra được cái thể tích của cái hồ nước á, làm sao mà trong 1 tiếng đồng hồ á, là tổng toàn bộ cái lượng nước phải được đi qua bộ lọc một lần. Thì trong cái bộ lọc đó, nó thứ nhất là nó giúp cho cái nước của mình á, toàn bộ những cái chất dơ nó sẽ chui trong cái bộ lọc, và nó có hệ vi sinh ở trong bộ lọc á, là tất cả những con vật nó sẽ ăn hết cái hệ, ăn những cái chất thải, chất bẩn, rồi nó trả ra cái nước của mình. Các bạn thấy cái nước nó trong như vậy chính là nhờ cái bộ lọc nha. Đó,
bộ lọc đó nó chỉ cần đứng khoảng một ngày hai ngày thôi là nước của mình nó sẽ bị hư liền nha các bạn. Rồi 3,2 triệu rồi, thêm cái bộ lọc DF 1,3 khoảng 1,5 triệu nữa là 4,7 triệu rồi nha. Rồi rồi cái kế tiếp đó các bạn chính là cái đèn. À, các bạn nhìn thấy cái đèn ở trên đó, thì cái đèn là một trong những thiết bị cực kỳ quan trọng. À, bởi vì cái đèn này chính là cái quang hợp đó các bạn. Cây nó muốn phát triển thì nó phải có ánh sáng để quang hợp. Thì thường ở ngoài tự nhiên thì có ánh sáng, còn cái này mình ở trong môi trường mình nhân tạo, thành ra các bạn phải có một cái đèn để nó tạo ra ánh sáng. Thì cái đèn này, cái hiệu của nó là ODC, mã của nó là 5065 đó các bạn, có nghĩa là chiều dài của nó 50 phân, kéo dài được 65 phân. À, thì cái đèn này là 18W mà có hai bóng, thì giá của nó khoảng 500 ngàn nha các bạn. Đó, thì lúc nãy mình 4,7 triệu rồi, 500 ngàn nữa là thành 5,2 triệu rồi đó. Rồi, 5,2 triệu là mình đã có tương đối một cái hồ gần như đầy đủ rồi. Bây giờ là mình nói tới cây cảnh cũng như là cá ở trong nha. Rồi, thì về cây cảnh với cá đó thì nó muôn vàng giá luôn các bạn, và tùy cái sở thích của mình. Mình có thể là chơi đá nè, hoặc là chơi rêu nè, hoặc là chơi cây nè, hoặc là chơi lũa nè. Thì mình là mình dùng một cái cây lũa, sau đó là mình trồng rất là nhiều loại cây. Thì cái cây này nó cũng nhiều tên lắm, cây rau má cũng có nè, rồi cây dừa cũng có nè, rồi cây trân châu cũng có nè, rồi nói chung là rất là nhiều loại các bạn. Hẹ nước rồi nó phải tầm cả chục loại đó, rồi dương sỉ, thành ra là cứ mỗi loại gì đó. Rồi có cả cái rêu java trong cái hồ của mình, rồi cũng có đá. Thì hồi đó mình set up đó, cứ mỗi loại á, nó giá của nó vài chục ngàn, rồi 100 ngàn, rồi mười mấy ngàn, rồi mình nhớ không chính xác, nhưng mình mua tổng cộng thì khoảng 500 ngàn. Đó, khoảng 500 ngàn là xong cái phần cây và đá để mình thiết lập lên một cái hồ đó các bạn. Rồi, rồi xong cái phần cây rồi đá thì mình nói tới cái phần cá. Thì cá nó nhiều loại cá lắm, chuyên về thủy sinh đó, thì thường người ta sẽ chơi những loại cá rất là nhỏ các bạn. Đó là có thể là cá neon nè, rồi cá tam giác nè, nói chung là những cái loại cá mà nó nhỏ thôi. Rồi có thể là nuôi thêm ốc đó, hoặc có thể là nuôi tép vân vân. Thì mình á, thì mình trong hồ mình á thì có cá, mình để cá bảy màu nè, rồi cá mún nè, rồi cá ngựa vằn nè, đó, rồi con cá chuột nè, rồi con cá bút chì. Con cá bút chì rất là đặc biệt, cái con đó nó chuyên ăn những cái rêu đó các bạn. Thì hồ thủy sinh người ta sợ nhất là bị rêu thôi đó, thì mình có để con cá bút chì để nó ăn rêu. Thì cá này, những con này nó cũng đẻ dữ lắm, đặc biệt là con cá mún. Con cá mún là con cá mà nó màu đỏ đỏ đó các bạn. Con đó với con bảy màu các bạn mua một ít thôi, sau này nó đẻ quá trời luôn. Thì mình mua chắc cũng khoảng 500 ngàn nữa. Đó, thì tổng cái hồ này á, mình tính hết á, thì tầm của nó khoảng 7 triệu. Chưa tính cái công mà mình set up. Đó, thì các bạn đã có một cái hồ là tương đối là đầy đủ rồi. Là như 7 triệu nha các bạn nha. Đó, nó đã bao gồm cái hồ kính nè, rồi phân nền nè, rồi một cái chân hồ, rồi một cái bộ lọc, một cái đèn, cũng như là cây cối và cá nhé. Rồi tổng cộng nó là gần 7 triệu thôi, là các bạn sẽ có một cái hồ 80, 65, 60 nhé. Hello, hôm nay mình xin chia sẻ về cái chi phí để mình tạo một cái hồ cá thủy sinh thôi. Rồi lần sau mình sẽ có một cái video để mình nói về cái cách mà mình chăm sóc một cái hồ, những cái thời gian mà mình bỏ ra đó các bạn, để mình làm sao cho cái hồ nó sạch đẹp nhé. Rồi video của mình tới hôm nay là tới lúc này là hết rồi. Mình
Xin hẹn gặp lại các bạn ở cái video sau nhé. Nếu các bạn yêu thích video này, các bạn nhớ cho mình một like, một share nhé. Nhớ đăng ký kênh của Ông Chồng Hay Làm để cập nhật những tin tức mới nhất của mình nhé. Ok, bye bye. Chào, tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại nhé.